khi tác dụng đảm bảo thu hồi vốn nhanh. Cụ thể đối với các đối tượng bao gồm giá trị máy móc thiết bị, công nghệ chuyển giao, sáng chế phát minh, chi phí nhân công và vật tư, chi phí mua bảo hiểm cho tài sản thuộc dự án đầu tư hoặc các chi phí khác, các công trình xây dựng cơ bản mới, công trình xây dựng cải tạo hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, hợp lý các sản xuất kinh doanh, vân vân. Các đối tượng cho vay nói trên có thể được ưu tiên thứ tự trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên theo ngành kinh tế, ưu tiên theo yêu cầu mở rộng và phát triển thị trường, ưu tiên theo tính chất đầu tư, ưu tiên theo khả năng thu hút lực lượng lao động, vân vân. Vậy thì việc vay nợ trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại để đáp ứng cho các đối tượng vốn như vậy thì việc đánh giá khả năng trả nợ của dự án là một yêu cầu rất quan trọng. Xác định nghĩa vụ trả nợ, tức nghĩa vụ hoàn trái bao gồm cả trả nợ gốc và tiền lãi vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, do lãi vay trung và dài hạn nằm trong EBIT nên nghĩa vụ hoàn trái chỉ bao gồm nợ gốc và lãi vay khi không trả dần. Xác định nguồn trả nợ. Nguồn trả nợ lấy từ doanh thu do công trình dự án mang lại, bao gồm tiền khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận ròng sau khi đã trừ các phần tích lũy, các quỹ theo quy định và các nguồn khác nếu có. Việc đánh giá khả năng trả nợ của dự án là so sánh giữa nguồn trả nợ với nghĩa vụ trả nợ, cho phép đánh giá khả năng trả nợ dự án. Nếu nguồn trả nợ mà lớn hơn nợ phải trả thì dự án được coi là có khả năng trả nợ. Ngược lại, nếu nguồn trả nợ nhỏ hơn nợ phải trả thì dự án thiếu khả năng trả nợ và lúc bấy giờ thì cần phải tìm kiếm nguồn khác để bù đắp. Để đánh giá cái khả năng trả nợ của công trình hoặc dự án đầu tư, ta so sánh giữa nguồn trả nợ với số nợ phải trả. Đây là bảng phân tích đánh giá khả năng trả nợ của dự án. Trước hết là phân tích nợ, dư nợ đầu kỳ, khoản mục nợ đã trả trong kỳ, lãi vay và số dư nợ còn lại ở cuối kỳ. Thông tin này chúng ta lấy từ bảng kế hoạch trả nợ. Thứ hai là phân tích về nguồn trả nợ, thì như chúng ta đã nói bao gồm thứ nhất là khấu hao. Thì khấu hao ở đây chúng ta chỉ lấy khấu hao tài sản hình thành từ vốn vay ngân hàng và lợi nhuận ròng sau khi đã trích lập các cái quỹ theo quy định. Và việc đánh giá khả năng trả nợ thì sẽ so sánh cái nguồn trả nợ bao gồm khấu hao trả nợ và lợi nhuận ròng với nghĩa vụ phải trả nợ, thì ở đây chỉ bao gồm nợ gốc và lãi vay trung và dài hạn, thì nhắc lại là đã bao gồm trong EBIT, cho nên ở đây chỉ so sánh với nợ gốc mà thôi. Chúng ta lấy một cái ví dụ như sau. Ngân hàng PBB nhận được hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ khách hàng để tài trợ cho một dự án đầu tư. Nhu cầu vốn đầu tư cho dự án là 2 tỷ 8. Nguồn vốn đầu tư cho dự án này được chủ đầu tư tính toán như sau. Thứ nhất là sẽ sử dụng cái tiền mặt hiện có là 550 triệu đồng. Thứ hai là số tiền nhận được từ 7.000 trái phiếu kho bạc đến hạn thanh toán trái phiếu đáo hạn trước khi chủ đầu tư thực hiện dự án. Nghĩa là gì? Nghĩa là trước khi chủ đầu tư cần đến cái nguồn vốn để mà thực hiện cái dự án đầu tư này thì cái trái phiếu nó đã đáo hạn, tức có nghĩa là chủ đầu tư đóng vai trò là trái chủ sẽ nhận được cái giá trị hoàn trái từ 7.000 trái phiếu kho bạc đến hạn này. Mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng, thời hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất coupon là 10% một năm và trái phiếu này thì quy định tiền lãi thanh toán một lần khi đáo hạn. Và sau khi mà sử dụng hai cái nguồn đó là tiền mặt hiện có của doanh nghiệp và thứ hai đó là cái giá trị đáo hạn của 7.000 trái phiếu kho bạc đến hạn thì phần còn lại sẽ vay dài hạn từ ngân hàng VPB. Sau khi mà nhận được hồ sơ đề nghị cấp tín dụng từ phía khách hàng thì ngân hàng thực hiện thẩm định dự án và ngân hàng đồng ý tài trợ cho khách hàng để thực hiện cái dự án đầu tư này với lãi suất áp dụng trong suốt thời hạn cho vay là 1,2% một tháng. Yêu cầu hãy tính cái số tiền ngân hàng cho vay. Yêu cầu thứ hai là cái giả sử hạn mức trên đã được duyệt và được giải ngân theo 4 cái đợt như sau. Thứ nhất, và đợt giải ngân thứ nhất là vào ngày 5 tháng 3 năm 2008, số tiền giải ngân là 300 triệu đồng. Đợt thứ hai là vào ngày 11 tháng 4 năm 2008, khách hàng lại có nhu cầu vốn 400 triệu đồng và ngân hàng đã tiến hành giải ngân. Đợt thứ ba là vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, ngân hàng tiếp tục giải ngân 250 triệu đồng.
Và đợt cuối cùng là ngày 23 tháng 6 năm 2008, ngân hàng tiến hành giải ngân số tiền còn lại cho khách hàng. Và dự án này đã hoàn thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2008. Trong trường hợp này, yêu cầu tính lãi vay thi công, tức là lãi vay phát sinh trong suốt thời gian thi công của dự án được tính bắt đầu từ khi giải ngân đợt đầu tiên từ ngày 5 tháng 3 năm 2008 cho đến ngày dự án hoàn thành là 30 tháng 8 năm 2008. Yêu cầu thứ ba, hợp đồng tín dụng đã quy định là tiền lãi vay thi công được nhập vào vốn gốc, thời hạn trả nợ trong 5 năm, mỗi năm trả nợ một lần với tổng số tiền thanh toán đều nhau mỗi kỳ hạn, tức là phương thức kỳ khoản cố định. Tiền lãi được tính theo số dư nợ thực tế và yêu cầu lập bản kế hoạch trả nợ cho khoản vay này. Yêu cầu thứ tư, hãy đánh giá khả năng trả nợ của dự án, biết rằng thứ nhất là khách hàng sẽ sử dụng khấu hao tài sản cố định hình thành từ vốn vay ngân hàng là 200 triệu đồng một năm. Thứ hai là tỷ suất lợi nhuận trước thuế tính trên vốn đầu tư của công trình. Năm thứ nhất là 20% tính trên vốn đầu tư. Năm thứ hai, 25% tính trên vốn đầu tư công trình. Và từ năm thứ ba cho đến năm thứ năm thì mỗi năm như vậy là 20%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định là 28%. Tuy nhiên, dự án này được miễn thuế trong năm đầu tiên và giảm 50% trong 2 năm tiếp theo. Dự kiến là sẽ trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế 10%, số còn lại dùng để trả nợ vay ngân hàng. Vậy thì với các cái thông tin như vậy của đề bài thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài này như thế nào? Trước hết là để tính toán cái số tiền mà ngân hàng cho khách hàng này vay để thực hiện dự án đầu tư. Một lần nữa chúng ta nhìn lại cái tính toán của chủ đầu tư về cái nguồn vốn tài trợ cho dự án. Thứ nhất là họ cần tổng cái nhu cầu vốn là 2 tỷ 8, nhưng đã có một cái lượng tiền mặt là 550 triệu đồng. Vậy thì cái số tiền nhận được từ 7.000 trái phiếu kho bạc đến hạn thanh toán là bao nhiêu? Ở đây tổng mệnh giá của trái phiếu là 7.000 trái phiếu nhân với 100.000, tổng mệnh giá là 700 triệu đồng. Trái phiếu này thanh toán lãi một lần khi đáo hạn, tức là sau 5 năm vào ngày đáo hạn của trái phiếu thì đơn vị phát hành mới thực hiện việc hoàn trái, bao gồm cả vốn gốc cộng tiền lãi cho cái trái chủ. Cho nên chủ đầu tư của dự án này sẽ nhận được tiền lãi trái phiếu được tính là 700 triệu nhân với thời hạn 5 năm và nhân với lãi suất coupon 10% một năm. Tiền lãi trái phiếu là 350 triệu đồng. Vậy thì giá trị đáo hạn của trái phiếu này là 700 triệu vốn gốc cộng với 350 triệu tiền lãi, giá trị đáo hạn là 1 tỷ 050 triệu đồng. Vậy thì nguồn vốn tự có doanh nghiệp tham gia vào dự án bao gồm cả tiền mặt 550 triệu cộng với 1 tỷ 050 triệu và tiền hoàn trái của trái phiếu kho bạc, và tổng cái vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào dự án là 1 tỷ 6. Vậy do đó số tiền mà ngân hàng sẽ cho vay phần còn lại, tổng nhu cầu vốn là 2 tỷ 8, doanh nghiệp tự đáp ứng là 1 tỷ 6 nên ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân 1 tỷ 2. Tuy nhiên, kế hoạch giải ngân được chia ra làm 4 đợt như thông tin của đề bài. Đợt thứ nhất vào ngày 5 tháng 3 năm 2008 giải ngân 300 triệu. Đợt thứ hai vào ngày 11 tháng 4 năm 2008 thì tiếp tục giải ngân 400 triệu đồng. Do đó, số dư nợ thực tế của khách hàng tăng từ 300 triệu đồng lên thành 700 triệu đồng vào ngày 11 tháng 4 sau đợt giải ngân thứ hai. Đến đợt thứ ba vào ngày 19 tháng 5 năm 2008 thì khách hàng tiếp tục rút vốn vay 250 triệu để thực hiện dự án, tăng tổng dư nợ lên từ 700 triệu lên thành 950 triệu sau đợt giải ngân thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2008. Sau đó đến ngày 23 tháng 6 năm 2008, khách hàng rút số vốn còn lại. Thế thì với hạn mức ngân hàng cho vay đối với dự án này là 1 tỷ 2. Sau 3 đợt giải ngân thì phần tiền còn lại chưa giải ngân là 250 triệu sẽ được giải ngân vào đợt thứ tư, nâng tổng dư nợ của khách hàng lên thành 1 tỷ 2, vừa bằng đúng với hạn mức. Vậy thì để tính toán cái lãi vay thi công cho dự án này, tức là tiền lãi vay phát sinh trong thời gian thi công dự án bắt đầu từ sau khi đợt giải ngân thứ nhất được thực hiện vào ngày 5 tháng 3 năm 2008, cho đến ngày dự án hoàn công vào ngày 30 tháng 8 năm 2008 thì chúng ta buộc phải đi tính số ngày của các số dư nợ này. Thứ nhất là số dư nợ 300 triệu sau ngày 5 tháng 3 năm 2008.
sẽ được tính lãi bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 cho đến hết ngày 10 tháng 4. Trong khoảng thời gian đó chúng ta tính 37 ngày. Đợt giải ngân thứ hai làm số dư nợ tăng lên thành 700 triệu và cái số dư nợ 700 triệu này sẽ được tính tiền lãi từ ngày 11 tháng 4 cho đến hết ngày 18 tháng 5. Khoảng thời gian đó là 38 ngày. Đợt thứ ba, số dư nợ 950 triệu bắt đầu vào ngày 19 tháng 5 sẽ tính lãi cho đến hết ngày 22 tháng 6 và số ngày là 35 ngày. Và số dư nợ cuối cùng là 1 tỷ 2 đã bắt đầu phát sinh vào ngày 23 tháng 6 năm 2008, tức sau đợt giải ngân thứ tư, sẽ được tính tiền lãi bắt đầu từ ngày 23 cho đến hết ngày 30 tháng 8, tức là ngày dự án hoàn công. Vậy thì số ngày để tính tiền lãi cho đợt giải ngân thứ tư đó chính là 68 ngày. Vậy thì việc tính tiền lãi chúng ta vẫn sử dụng phương pháp tích số. Trong trường hợp này, chúng ta tính bằng cách lấy số dư nợ nhân với số ngày của từng cái số dư nợ đó, chúng ta được tích số 300 triệu nhân với 37 ngày, chúng ta được 11 tỷ 100 triệu. Tương tự như vậy, 700 triệu dư nợ vào đợt thứ hai nhân với 38 ngày tính lãi, tích số là 26 tỷ 600 triệu. Tương tự như vậy, tổng của tích số là 152 tỷ 550 triệu nhân với lãi vay thi công. Áp dụng trong hợp đồng là 1,2% một tháng, do đó chúng ta sẽ nhân với 1,2% một tháng chia cho 30 ngày. Thế thì tiền lãi vay thi công trong trường hợp này được tính từ